cái thông nổ chém mít trên trời. Mít của ông Út là đỡ cắm đầu không đấy. Rồi lại đây tiếp. Có hàng phải không? Xí chiếc này cho hết trái luôn hả vậy? Tao cắt ngày qua ha, mọi cái là tao bắt chiều luôn. À, giờ không đi đâu mà nó lấy cái ba mít thì được đâu mày ơi. Vườn trâu ở dưới Tiền Giang nó lên đó, lại nó bán thì biết. Mít nhất là một muối, hai muối không á. Còn như cái bành vậy, da xanh, muối đỏ, muối đẹp. Đây, vô đó bán. Cái này đỏ chứ trời. Minh tính về dinh dưỡng đầy đủ rồi, cho mít đến gì đủ tuổi nó là màu áp áp rồi. Lớp tư, lớp giải rồi cha con tính rồi, ta nói là nhà đừng nó thiếu gì đâu. Dưới nó chiên xài hữu cơ đó là nó già là nó cái màu hữu cơ nó lên dữ lắm. Mà nó chậm già. Khô rồi ha. Vậy vậy thôi tụi vậy. Giờ nó kiếm thêm nuôi vợ tụi con đó luôn. Sửa rồi. Sửa rồi hả? Đỡ. Sửa không? Đỡ. Sửa được không? Trời ơi, lên đại lâm không? Có lên đại lâm không? Chút có tiền không á. Lên đó ông đòi bán là ông bán 150 triệu đó. Giờ ai coi nó nữa. Nó chuyện giết thàm chết bà luôn ai coi nó. Cái gì chứ cũng có người anh ơi. Có cái phe nó coi chứ là lạ lại nghe nói chuyện không mất mệt rồi. Tao nghe mấy cái nói là cũng mệt. Cũng bình luận cũng nói chuyện nghe cười cười tào lao dễ sợ. Nói gà Út hỏi cỡ 2-3 xe gì không? Nó chắc cũng cỡ 2-3 xe. Mày lòi ra chắc 5 xe. Tưởng trồng trái quá đạt luôn. Mà được cái vô cái chân trái rất. Đó giờ để gỗ không ha? Chết. Quá em. Chưa cắt được quá. Ờ em ơi. Cỡ này cũng không gấp hốt. Là gai thôi. Gai thôi. Hốt quá mà khe giá. À hốt thử một cho hết luôn rồi làm lại. Đợi tí không ca. Cái cuốn đó, nó nổi nha. Có chứ mít quá luôn rồi. Chỗ cái mắt ngang á. Nóng. Tấn công xuống cái đầu. Đỏ dữ trời. Chắc gì đỏ trái đi. Gì mà không biết bán được không.
cười. Vườn trái hết hồn luôn. Quá khứ vườn này trồng trái siêu đạt, trái này quân bình là 13-14 kg, bổ đồng mấy trái nhỏ luôn. Vườn này trồng là quýt luôn nha bà con, trái hạn chế mà tối đa vụ mà thối cuốn thối trái luôn. Rượu má chơi khoe mà bích phe mà không biết đúng sai. Thôi thôi thời muối nhỏ nhỏ muối ác thiệt chứ. Heo nó đỡ chắc cắm đầu xong luôn quá. Chưa đỡ đâu. Đấy là chắc trên 20 kg. Cái trái này ớn bể bán được. Đỡ chứ mít không công sống. Cái này thứ gì chưa nói. Cái này ba muối nè anh em, Tiền Giang là không có lấy bê nha anh em. lấy ăn vàng lấy bê luôn. Hôm nay xuống trái quá khứ ha. Vườn này là các hông đứt trái ít với nhiều. Dồi với trời. Quá rồi. Quá rồi. Dường gì trái cái này nè, gì sao đứt trái được. Trái bự ăn chưa hết nữa, mấy nhỏ tắn lên nè. Thợ cắt quá chuẩn rồi. Bất gì muối lại dưới Tiền Giang này xuống nó bắt gớt nha nè. Rồi trái tròn cỡ nào tròn nó cũng bắt gớt rồi. Anh Giang bắt khác hả? Anh Giang bắt khác. Bắt bảy công ty hoài. Anh Giang làm gì đam mê. Được không tiếp? Quật mẹ thôi đi. Rồi buộc. Quá đẹp. Muốn gì mà Tiền Giang nó mới lấy mà thêm cái trái phải tròn, cái đó không tròn vậy lấy luôn. Nói chung là Tiền Giang nó không lấy gì hết anh em ơi. Tiền Giang lấy chợ không đó. Trái xấu mà muối nè. Trời ơi. Hết trước lâu gặp cái thử. Hết luôn.
Hết clip. Đi từ từ ơi. Mít quá đẹp. Còn trái này không gỡ bao ra tài.